Anh Hoàng Sơn, anh em chị Thu và anh Hoàng Sơn chuẩn bị cho bài kế tiếp nhé. Bây giờ sẽ lắng lấy anh này để nó buồn. Đây là gì? Tôi đang sẽ trình bày một bài nhạc vui. Xuân Lan ơi, đừng bỏ anh. Cảm ơn anh camera.